Azusa, một phụ nữ chỉ vùi đầu vào công việc, không yêu đương cho đến một hôm thì ra đi chỉ vì quá kiệt sức. Cô được gặp nữ thần và biết lý do bản thân phải ra đi làm vì làm việc quá nhiều. Nữ thần muốn giúp cô nên đã ban cho một điều ước, Azusa muốn một cơ thể trường sinh bất lão để có thể sống thành thơi và chậm rãi. Nữ thần đồng ý cái một và cho cô một cơ thể của thiếu nữ 17 rồi thả cô xuống một cao nguyên. Cô thấy bản thân đã được tái sinh như nữ thần nói, có nhà riêng, có vườn để trồng rau, có vũ khí và cả một ít tiền. Gần đó có làng nên Azusa đã đến xem thử, giữa đường cô chạm chán mấy con sờ lam nên tiện tay đánh luôn. Mấy con này đánh không đau lắm nên một đứa gà mờ như Azusa cũng có thể tự lo được. Đánh xong thì lụng được ít ma thạch nên Azusa đã nhặt lại để đổi qua tiền. Lúc vào làng cô được một bà lão chỉ dẫn cho, rằng trong làng có hội mạo hiểm giả nên cô có thể đến để biết thêm chi tiết. Cô đến hội thì được cho biết nơi này khá yên bình nên quanh đây chỉ có mỗi sờ lam, còn về ma thạch thì cô phải đăng ký hội viên mới đổi được qua tiền. Đăng ký xong thì cô Tiếp Tân bất ngờ khi Azusa có năng lực bất tử và cuộc sống của cô sau đó khá an nhàn. Tối thì ngủ, sáng ra thì làm vườn, chán thì ra đánh quái và khi muốn đổi mới thì vào rừng hái thuốc rồi bán cho làng. 300 năm trôi qua và Azusa vẫn làm mãi công việc an nhàn, nhưng người làng giờ xem cô như thần bảo hộ do đã từng giúp họ chống lại dịch bệnh. Cô sau đó lại đến nhận tiền nhưng cô Tiếp Tân mới lại muốn xem chỉ số của Azusa sau 300 năm, cô cũng xem thử thì bản thân đã cấp cao nhất. Do cô có năng lực gấp đôi kinh nghiệm, nên đều đặn mỗi ngày suốt 300 năm thì cũng ngang với việc diệt hơn 4.000 con rồng. Azusa lo lắng việc này mà lộ ra thì cuộc sống yên bình của cô sẽ biến mất. Cô cấm tiếp tân nói chuyện này ra với ai. Cô chạy đến thác nước dùng thử phép thì cả cái thác đóng băng nên chắc là thật. Nhưng nhờ phép băng này mà giờ cô có thể bảo quản thức ăn được tốt hơn. Nhưng đến sáng hôm sau thì đột nhiên có một nhóm mạo hiểm giả đến tìm. Họ nghe nói cô là phù thủy cấp cao nhất nên đến tỉ thí chưa gì đã thấy toang nên cô chấp nhận tỉ thí với điều kiện hó phải loan tin rằng cô chẳng có võ nghệ gì. Bên kia dùng phép thì Azusa cũng dùng lại thử. Mới dùng nhẹ mà gió đã thổi họ bay mất. Cô đến hội chất vấn cô tiếp tân là Natalie nhưng Natalie không hề nói. Người đã nói là là một mạo hiểm giả nhiều chuyện tên là En. Anh ta đã nghe được vào hôm qua và đi nhiều chuyện. Để rồi sang kế tiếp thì một con rồng tự xưng là lại ca tìm đến. Nó muốn đến thách đấu và nếu Azusa từ chối thì nó phá tan khu này cô này bay lên trời đấu với nó, khe lửa thì có băng thuật cản lại, lấy móng vô thì cô né được. Ngay lúc nó tiếp tục khè thì cô đến gần miệng và cho nó ăn đá báo đến mức bị băng khóa luôn mõm. Nó bắt đầu hoảng loạn và chạy quanh và vô tình đâm nát nhà của Azusa. Cô tức giận và múc cho nó một cú. Cô muốn nó sửa lại nhà không thì cô lột ra nó. Con rồng xin phép về nhà lấy ít của cải đến để đền. Azusa cho phép nhưng nếu dám trốn thì cứ chờ đấy. Vì nhà hỏng nên cô đành vào làng ở lại một đêm được ở tạm trong tòa thị chính và ăn uống no say cùng cả làng khiến sáng ngày mai của azusa khá là thoải mái đột nhiên con gái trưởng làng nhắn đến azusa là có người đến tìm cô xuống xem thử thì thấy một cô gái cô ta giới thiệu bản thân chính là con rồng hôm qua lại ca lại ca tự thấy bản thân còn quá non nớt nên muốn được làm đệ tử của azusa cô suy nghĩ là nếu nhận lại ca làm đệ tử thì sẽ có một đứa giúp việc nên đồng ý việc đầu tiên là sửa nhà lại ca đã đi kiếm gỗ trong rừng và về nạo vỏ xong ghép hết lại Cô muốn làm xong trong đêm nay vì vẫn chưa mệt. Nhưng Azusa không muốn bóc lột sức lao động như vậy nên muốn lại ca về làng nghỉ ngơi cùng. Đã là đệ tử thì phải nghe theo phương châm sống của sư phụ. Cô muốn lại ca không được cố quá, mệt thì phải nghỉ. Đến ngày hôm sau, căn nhà chính thức hoàn thành và Azusa rất thích vì trông rất đẹp và quá dư cho hai người sống. Ngày đó, Azusa cũng chỉ cho lại ca cách thăng tiến mỗi ngày là diệt 50 con sờ lam, không cần thiết phải diệt quá nhiều. Cứ từ tốn hàng ngày thì sẽ thành công lại ca thấy lời dạy khá là thâm thúy. Nhưng cùng lúc đó, có một cô gái bí ẩn đang hướng sự căm phẫn đến với Azusa. Cả hai đã về nhà và lại ca muốn chủ tài nấu nướng, Azusa cũng muốn xem thử nên để cô nấu. Lại ca nấu món nhìn rất đẹp mắt, có điều là nấu hơi nhiều vì toàn ăn theo tiêu chuẩn của rồng. Ăn một hồi thì đồ ăn cũng hết, lại ca có một lo ngại về việc ngôi làng này an ninh khá kém nên nếu chịu một đợt tấn công thì sẽ gây gò. Cộng thêm việc tiếng tăm của Azusa đang lan rộng thì điều này có khả năng xảy ra khá cao. Cô đề xuất việc tạo kết giới, cả hai tối đó đã lên ngọn núi gần làng để vẽ vòng phép còn Azusa sẽ lo phần kết giới. Vừa tạo xong thì trong làng có tin là trộm đột nhiên bị bất động nên hẳn là kết giới đã có hiệu lực. Azusa cũng thông báo cho cả làng về kết giới khiến ai nấy đều vui mừng khi có thể yên bình mà sống. Cô cũng tiện thể giới thiệu đệ tử rồng cho cả làng càng thêm yên tâm, khi giờ đã có đến hai thần bảo hộ. Sáng hôm sau, đang ngồi ăn bánh uống trà rất yên bình thì lại có tiếng gõ cửa. Cô ra xem thì thấy một cô bé tự xưng là Pha Pha và nhận Azusa là mẹ. Cô nghe xong thì như chết đứng. Lại ca nghĩ cô sống đến 300 năm thì có một hai đứa con rơi là đúng. Pha Pha cũng nói bản thân có một đứa em gái nữa và chính đứa em gái đã cho cô biết Azusa là mẹ. Nhưng đứa em gái lại muốn sát hại Azusa. Lại ca nghĩ là nên nghe đầu đuôi sự tình trước. Pha Pha cho biết em gái mình là Sa Sa. Lý do Sa Sa nhắm vào Azusa chắc là do mối hận thù xa xa nắm rất rõ phép trừ khử nên càng thành thạo thì sẽ càng nguy hiểm. Đột nhiên pha pha cảm thấy em gái, vừa chạy ra thì xa xa với luồng khí u ám tìm đến trả thù. Cô bé muốn trả thù cho những sờ lam mà Azusa đã giết hại. Pha pha đành phải nói ra việc hai chị em được sinh ra từ những linh hồn sờ lam mà Azusa đã tiêu diệt. Nói cách khác là tinh linh, nhưng kể cả là vậy thì Azusa cũng không muốn đánh với trẻ con. Lại ca cho rằng trước mắt thì cứ dùng phép đánh trả, Azusa dùng phép lốc thì bị giải trừ ngay lập tức. Cô dùng phép mạnh hơn cũng bị giải trừ cái nhẹ. Pha Pha cho biết em gái mình từ lúc sinh ra đã không ngừng tập luyện và cải thiện ma lực để có thể trả thù Azusa vào một ngày nào đó. Có điều phép trừ khử rất hao ma lực nên dám chắc là cô bé chỉ còn dùng được trong một tiếng. Azusa đành chơi bài chuẩn nhưng lại bị giải mất phép bay. Cô thấy đây hẳn là cái kết của mình nên buông bỏ cuộc sống 300 năm qua. Lại ca đã chạy đến cản và đánh nhẹ một cái thì xa xa đã xỉu. Khi tỉnh lại, xa xa muốn đứng lên đấu tiếp nhưng chẳng thể tung nổi phép. Azusa cho biết cô bé đã hết ma lực nên chờ thêm vài chục năm nữa rồi dùng lại cảm thấy bản thân như trở thành phế vật nên Azusa đã khích lệ rằng miễn bản thân còn sống thì xa xa có thể báo thù mọi lúc pha pha cũng cho rằng em gái không nên thù hận mẹ Azusa vì con người và sờ lam vốn dĩ lúc nào cũng đấu đá nên thay vì dùng cả đời hận thù thì hãy dùng cả đời để sống hạnh phúc Azusa muốn hai đứa trẻ đến ở chung với bản thân cả hai đều đồng ý nên kéo nhau đi mua đồ ăn về tổ chức tiệc trên đường đi Azusa muốn biết hai cô bé làm gì trước đây cả hai cho biết là diệt sờ lam xấu vì có đến hai loại sờ lam Azusa muốn chắc chắn trước khi ra tay nhưng pha pha thì không để ý việc cô có diệt sờ lam xa xa thì giờ cũng chẳng thể làm gì nên cứ thoải mái sau khi vào làng Azusa đã chỉ cho hai cô nhóc biết trong làng có những gì khi kiểm tra lại thì ai nấy đều nhớ rõ trong làng có những cửa hàng và di tích nào mua xong đồ thì tất cả về nhà và tổ chức bữa tiệc cơm chiên trứng mà lại ca làm vẫn nhất mỗi tội là lại quá nhiều. Ăn xong thì ai nấy đều chừa canh cần tây lại, Azusa đã ép cả bọn phải ăn hết. Lúc chia phòng thì hai chị em lại chọn ở chung nên lại ca nghĩ sau này sẽ còn người nữa đến ở. Azusa thấy ở một mình yên bình cũng vui nhưng có gia đình như này lại còn vui hơn. Vài ngày sau đó, Azusa thấy cuộc sống nhộn nhịp hơn hẳn do có thêm người. Xa xa lúc này đang kể cho chị mình nghe câu chuyện về tộc Elf. Azusa cũng thấy thú vị vì cô chưa gặp Elf lần nào. Vừa dứt câu thì có Elf gõ cửa. Cô Elf này muốn Azusa giúp vì đang bị truy đuổi bởi một ma tộc cấp cao là Belzebub. Azusa từ chối vì cô không muốn tiếng tăm đi xa hơn nữa. Và lại ma tộc cấp cao hẳn là cũng rất mạnh. Giữ cửa một lúc thì Azusa đành phải để cô gái kia vào nhà. Cô tự giới thiệu bản thân là Kara và là một dược sĩ. Azusa muốn biết lý do Kara bị truy đuổi thì cô liền giới thiệu bản thân từng làm ra một loại rượu tổng hợp và có tác dụng như nước tăng lực ai nấy đều thích và sản xuất ra thì luôn cháy hàng, có điều thuốc này lại như thuốc độc với ma tộc. Và bút đã uống thử và ốm nặng đến suýt thì đi trầu, cho nên thủ án này là vô tình xảy ra. Kara vì vậy mà bị đuổi đi và không còn nơi nương tựa, hai cô con gái thấy thương nên Azusa đành phải để Kara ở lại. Nhưng chỉ cho ở nhờ chứ không đánh đấm hộ gì hết. Ngày hôm sau, cô cũng lập một kết giới quanh nhà để cho an toàn. Kara ở bữa ăn thì mừng phát khóc vì thời gian vừa qua chỉ toàn ăn cỏ dại, Cô và Azusa sau đó đã vào rừng hái nấm, nhờ kiến thức sâu rộng về thực vật nên lần đầu Azusa biết được có nhiều loại nấm có thể ăn như vậy. Lúc ngồi lại nướng lên ăn thì Kara đã lấy một loại sốt tự chế ra mời Azusa, cô ăn thử thì nhận ra đây là xì dầu, nhưng Kara sau đó lại lỡ ăn trúng nấm độc do phân loại ẩu. Nấm này khiến cô cười liên tục, cả hai dự định đem kiến thức về nấm truyền lại cho dân làng và cả hai cô gái nhỏ ở nhà. Nhưng giờ tác hại của cây nấm mà Kara ăn mới có tác dụng nó khiến Kara nổi lên ham muốn và đuổi theo Azusa. Cô đành dùng phép cho một trưởng và sau đó mới lôi về trị tội. Kara đã tạ lỗi bằng một bữa ăn toàn nấm. Sáng hôm sau, Kara và Azusa ra ngoài đánh sờ lam. Lúc vào đến làng thì ai nấy đều dòm ngó. Lúc đến hội mạo hiểm giả thì Kara sốc tận óc khi thông báo truy nã bản thân đã lan đến đây. Người ủy thác chính là Belzebub. Kara lúc về đã ngồi co rúm lại vì lo lắng. Azusa biết không sớm thì muộn ma tộc cũng mò đến đây nên nhờ lại ca đưa hai cô con gái đi lánh nạn trước. Nhưng một lúc sau đó thì Kara nhận thấy, đồ uống của mình đã bị ai đó uống hết, thức ăn trên bàn cũng bị ăn. Azusa nhớ lại Beelzebub là chúa rồi, vậy thì hẳn con ruồi kia chính là ma tộc. Kara không tin và chỉ co rằng con ruồi kia là sinh vật dơ giấy. nhưng con ruồi ấy lại biến thành Beelzebub. Cô ta đã theo Kara TUC lúc cô mới vào căn nhà này, và giờ thì sẵn sàng để đưa Kara về chịu tội. Azusa đã đứng ra bảo vệ Kara vì cô là một đệ tử của mình. Azusa muốn chúa rồi đây về cho nhưng cô ta lại không muốn về, cả hai đành ra ngoài tỉ thí một lúc. Nhưng búp lại vô tình đụng phải kết giới nên kiệt sức mà gục đi, Azusa đã đưa cô ta vào trong để chữa trị. Lúc tỉnh lại cô ta lại muốn uống rượu dinh dưỡng từ Kara, cô ta đến đây là để đặt thêm rượu. Do rượu này giúp cô ta làm việc thâu đêm để rồi quá sức nên mới ốm chứ nó không hề ảnh hưởng gì đến ma tộc. Sáng hôm sau, Kara nói bản thân sẽ rời xưởng qua đây vì cô không muốn trả thuế cho nơi đã bỏ rơi mình. Belze búp giờ mới chuẩn bị ra về và chỉ Azusa cách để triệu hồi bản thân. Hai cô con gái muốn biết xã hội ma tộc và tình trạng hôn nhân của Belze búp ra sao. Cô ta chỉ trả lời câu đầu và muốn xin Azusa một đứa về nuôi. Tất nhiên là có cái nịt. Azusa thấy gia đình của bản thân giờ đã có khá nhiều chủng tộc và sẽ còn hạnh phúc dài. Vậy mà đột nhiên sáng hôm sau lại ca nói bản thân sẽ về nhà bố mẹ một chuyến. Cả bọn tưởng cô chán cuộc sống này mà bỏ đi nhưng lại ca cho biết là chị gái mình sắp cưới nên muốn về tham dự. Mọi người đi theo cũng không sao, lại ca đã cho cả nhà cưỡi lên. Ai nấy đều thích thú trừ Kara bị say nặng nên phải dừng lại giữa chừng. Sau đó thì cả nhóm tiếp tục lên đường và đến được núi lửa và cũng là quê nhà của lại ca. Vừa tiếp đất thì lại ca đã được hai đàn em hồi còn đi học đến chào hỏi. Đi một lúc thì lại ca dặn mọi người đi cẩn thận kẻo lại đi lên đĩa của khách. Kara vô tình đi nhầm và suýt thì bị bỏ mồm. Lại ca sau đó đã dần cả nhóm đi gặp cha mẹ mình và hai nhân vật chính của đám cưới. Kara muốn nghe về chuyện tình của cả hai thì biết chú rể và cô dâu là bạn từ nhỏ và sau một vài chuyện khiến cả hai xa cách thì giờ đã gặp lại. Bố lại ca hy vọng đám cưới sẽ yên ổn vì tộc rồng lửa và rồng băng không được tốt cho lắm và miệng cái là có tai hại liền. Đám rồng băng mò đến và phun băng khắp nơi, bà đâu phun đấy khiến cả đám cưới bị phá hỏng. Một con rồng bước xuống và cho rằng bên rồng đỏ mới 300 tuổi đầu đã kết hôn trong khi cô ta đến 400 còn chưa có ai rước, lại ca cho biết cô ta là Phở La. Được mệnh danh là nữ hoàng phá đám, cô ta còn định đóng băng cả núi lửa buộc bên rồng đỏ phải xông lên chiến đấu. Azusa buộc phải đưa đồng bọn đi trốn vì đây là thâm thủ của hai gia tộc rồng. Kara định giả chết nhưng sợ bị dẫm chúng nên cũng cắm đầu chạy. Khi đã trốn ở nơi an toàn thì một con rồng lại tính tấn công họ vì cho rằng họ đều là đồng bọn với rồng lửa. Azusa đã chặn đòn bằng lửa và quyết định tham chiến tuy là một pháp sư nhưng cô tích chơi đòn vật lý nên sút vỡ mồm đám rồng lúc bị cả đám bao vây thì cô đã tung lửa để chặn rồi tấn công lại bằng đòn vật lý đấy khỏe như này mà vào game cầm pháp sư lên đồ vật lý lại bị chửi phá game còn mỗi phờ la đứng đứng nên Azusa cũng muốn xử nhanh nhưng một đòn là chưa đủ phờ la phun băng thì lại bị chặn và Azusa đã nhanh chóng lao đến cho một cước nữa khiến cô ta đo sàn đám rồng còn lại cũng sợ mà bỏ chạy Giờ còn một vấn đề nữa là lũ rồng đang tính phá núi lửa. Trên này là cả một thị trấn cho việc tắm sông hơi, nhưng khi họ đến thì thấy lũ rồng xanh đã nằm bẹp đây. Chính Beelzebub đã làm, cô ta đến đây nghỉ dưỡng một ngày thì gặp lũ này làm càn nên xích cổ lại. Azusa đã nhờ cô ta xích nốt đám còn lại, cô muốn phở la biến lại hình người để nói chuyện. Lại ca bắt cô ta trả tiền đền bù thiệt hại. Và Azusa cũng muốn cô ta ký hiệp ước hòa bình nếu không thì để bị nhốt ở đây mãi mãi, nghe vậy thì cô ta đành phải đồng ý. Tộc rồng sau đó tiếp tục bữa tiệc trong hình dạng con người, cả bọn thì ăn uống vui vẻ còn Kara chưa gì đã say. Cô dâu chú rể cũng đến cảm ơn và nhận lời chúc phúc từ Phở La, cô ta nhận thua nên cũng chúc phúc cho cả hai như là lấy lễ. Lúc ra ngoài, lại ca muốn được gối đầu lên đùi Azusa do trước đây hay được chị làm như vậy. Giờ chị đã đi lấy chồng nên cô muốn trải nghiệm lại. Lúc quay lại trong kia thì Kara đã say chỏng vó, Beelzebub đã phải cõng và gọi cả nhóm đi tắm nước nóng chung. Cả bọn cũng quyết định trọ lại đây đêm nay rồi sáng mai mới về. Azusa thấy búp luôn giải quyết giúp cô mấy việc giống như một người chị cả. Lại ca Ka và Kara thì như hai đứa em, công thêm hai đứa con gái thì cô đã có một gia đình tuyệt vời. Vài ngày sau đó, cả nhóm nhận thấy Kara dạo này thường xuyên có việc ở nơi khác và cả mấy biểu hiện kỳ lạ khiến họ nghĩ là cô sắp bỏ đi khỏi đây. Biết bản thân không có quyền cấm cản nên cả bọn đã tổ chức tiệc chia tay. Nhưng khi Kara về thì cô nói ra việc bản thân không có ý rời đi mà là cô thường xuyên ra ngoài xa là để tìm nơi mở xưởng. Ngày hôm sau, Azusa thấy Kara có vẻ đuối sức dù đã uống rượu tăng lực. Cô cho biết người ta đồn trong xưởng cô mới mở có ma nên chẳng ai dám vào làm. Cô sợ bản thân sẽ phải chế thuốc một mình nên nhờ Azusa giúp việc trừ ma. Sáng hôm sau, Azusa đã gọi Beelzebub đến hỗ trợ, nhưng đọc thần chú lịch nên Beelzebub bị dịch chuyển đến ngay trong chậu nước tưới cây. Nghe qua tình hình thì búp cho rằng việc còn con này mà cũng gọi, nhưng hai cô con gái đã lên tiếng khiến cô ta phải đồng ý, nhưng phải chờ đến tối thì búp rất bực. Cả ba tối đó đã đến xưởng và trừ búp ra thì hai cô gái kia đều sợ hãi đến mức nắm tay nhau, cả ba đã tìm đến căn phòng mà con xa xuất hiện. búp lớn tiếng đe đọa và con ma đã gây tiếng động và bị tóm gọn trong nháy mắt, đèn phải thắp lên thì họ mới thấy rõ hình con ma. Cô ta đã giới thiệu bản thân là dâu xa và từng là một cô gái ngoan hiền nhưng vì bị bố mẹ ép gả nên đã tự sát và ám luôn nơi này. Sau khi làm ma cả trăm năm thì tính cách giờ khá cục, Beo hiểu cho điều đó và dâu xa quyết không cho ai xâm phạm nơi này. Beo định cho dâu xa một chiêu bay màu luôn cho khỏi đau đớn, Azusa đã cản lại. Cô muốn đưa dâu xa đi nơi khác nhưng dâu xa lại không thể ra khỏi căn nhà này, Beo chỉ một cách là cho dâu xa ám ai đó yếu bóng vía và tâm lý yếu. Kara vô tình trở thành người được chọn. Rosa đã nhập vào và theo Azusa về nhà. Va giới thiệu với mọi người trong nhà thì búp xin phép đi ngủ. Nhưng Rosa lúc này lại không chui ra được. Azusa nhanh chóng chạy lên gọi búp lại. Cô ta cho rằng Rosa hẳn là đã tương thích quá cao. Nhưng nếu cứ để vậy thì Kara sẽ chết. Lại ca đưa ra đề xuất là vì Rosa giống như đang kẹt trong hộp nên họ đã thử mấy cách như lắc hộp, vỗ hộp hay phá hộp cho đến cách là chữa như chữa nấc cụt. Lại ca cho dâu xa một chuyến bay, cách này cũng chẳng có ích mấy nên họ quyết thử mọi cách có thể. Từ quái dọa cho đến thả trôi sông, cho nhà thờ trừ tà thì suýt cho dâu xa thăng luôn, đến trưa hôm sau thì sắp hết thời gian. Họ lại nảy ra một ý cuối là cho dâu xa uống rượu và ngủ thì Kara sẽ tỉnh lại, do cơ thể Kara khá yếu nên một ly là đủ say. Vừa tu xong thì dâu xa gục và Kara tỉnh, Kara sau đó bị beo re búp ném vào nước lạnh thì dâu xa cũng tỉnh và ra khỏi thân xác Kara. Cô lúc này chắc phải chờ đến khi người ta hết đồn thì mới cho bắt đầu công việc sản xuất được, nhưng Azusa nảy ra ý. Tưởng và cho dâu dùng năng lực điều khiển đồ vật để giúp đỡ mọi người khiến họ có cái nhìn khác về ma. Và thế là vấn đề được giải quyết. Vài ngày sau đó, Beelzebub đột nhiên ghé qua để thông báo việc Azusa nhận được huy chương danh dự từ ma tộc nhờ việc cô đã giúp hai tộc rồng chấm dứt chiến tranh và kết giao hòa bình. Cô định không nhận nhưng ai nấy đều muốn cô đi nên Beelzebub đã hẹn ba tuần sau sẽ tới rước rước thì là rước xuống ma giới, cả bọn bắt đầu sợ hãi, nhưng búp cho rằng ma tộc không còn ghét con người nữa, miễn là họ tôn trọng lễ nghi thì sẽ không sao. Cả bọn đột nhiên nhìn qua Kara vì cô là người dễ bị làm thịt nhất, Kara không muốn đi nhưng lại lo là sẽ khiến ma tộc có hiểm khích với Azusa nên cũng đành chấp nhận mà đi theo. Nhưng họ thắc mắc là liệu xa có thể thay đổi hay không? Về cơ bản là không thể do không chạm vào được. Zasa nói bản thân có quen một học giả nên cả bọn đã đến tìm Học giả cho biết ma và đồ cơ bản là đã gắn liền với nhau lúc chết nên thay đồ là không thể, nhưng họ cho rằng bộ đồ này giống như trí nhớ của Rosa nên nếu cô tưởng tượng chuẩn thì có thể thay đồ. Nhưng cách này cũng chưa được chắc lắm nên tối về Azua đã thử dùng năng lực sáng tạo ma pháp để làm ra phép giúp Rosa. Sáng hôm sau cô đưa cho Rosa xem bộ váy và muốn cô tập trung tưởng tượng ra. Đấy là yêu cầu cho Rosa, Azusa vẫn tiếp tục công việc sáng tạo ma pháp và đến ngày hôm sau thì hoàn thành. Vòng phép đã được vẽ ra giữa cả hai và Azusa thành công thay đổi được trang phục cho xa. Azusa cho biết đây là phép cường hóa trí tưởng tượng của xa. Cô muốn tưởng tượng thêm mấy thứ trầu trầu khác thì miễn. Một lúc sau thì Beelzebub đã đến để rước cả bọn đi. Cô mang theo một con cá khổng với cả một trang viên trên lưng. Beelzebub đưa cả bọn đi tham quan và giới thiệu rằng nơi này là suối nước nóng dành cho ma tộc. Tác dụng cải thiện sắc đẹp rất tốt nhưng cũng đừng tắm lâu quá nếu không muốn bị tan chảy ra. Sau đó thì họ đã gặp là. Cô cũng là một Leviathan và người đang chở họ đây là Phala. Hai chị em sẽ thay phiên nhau giữa việc chở và phục vụ khách. Búp chỉ giới thiệu đến đấy, còn vấn đề gì thắc mắc thì cứ hỏi ở Vala. Tối đến, Vala đã nấu cho cả hội đồ ăn, nhìn rất heo thì đồng thời cũng rất ngon. Lại ca muốn cố gắng hơn để có thể nấu ngon như này. Cả bọn sau đó đi tắm và rồi lên giường ngủ. Riêng Rosa vẫn thức. Rosa thích ngắm bầu trời và khung cảnh mới mẻ này. Đột nhiên Kara tỉnh giấc và cũng ra ngoài này tìm Rosa. Rosa gửi lời cảm ơn Kara khi đã giúp cô có thể thoát khỏi ngôi nhà cũ kỹ kia. Trò chuyện một lúc thì Kara bỏ đi tắm. Sáng hôm sau, Azusa thắc mắc không biết Kara đâu. Nghe Rosa nói thì cả bọn hoảng hồn vì sợ Kara đã tan chảy trong bồn tắm. Nhưng cô chỉ là ngủ say quá nên lăn xuống dưới gầm giường. Belze búp sau đó cũng đến thông báo là gần đến ma giới nên muốn cả nhóm chuẩn bị. Việc đầu tiên là Belze búp sẽ đưa cả nhóm đi ý kiến ma vương. Nghe ma vương thì ai nấy đều rén. Lúc vào trong điện, Kara lo lắng bản thân sẽ nói gì đó ngu ngốc. Belzebub cho rằng Ma Vương rất dễ tính nên khỏi lo. Kara vẫn cứ lo vì bản thân thường dễ khiến người khác khó chịu. Vừa vào trong điện, cả nhóm gặp một cô gái đến chào mừng. Cô gái này rất thích rượu tăng lực của Kara nên cả hai tán nhảm một lúc. Kara cứ nói mấy thứ về việc Ma Vương là một kẻ khó tính cho đến khi Belzebub cho biết người này chính là Ma Vương Ares. Kara liền cúi đầu vì cho rằng bản thân đã lỡ phạm thượng. Nhưng Ares không trách phạt vì cô không phải một bầy tôi của ma vương mà là khách. Kara vừa ngẩng đầu dậy thở phào thì vô tình cũng trúng đầu Ares khiến cô bất tỉnh. Xa xa vừa đọc được luật rằng nếu con người mà gây thương tích đến cho vương thất thì sẽ phải chịu tử hình. Kara đã chết đứng và bị bắt giam còn tất cả thì được đưa đến phòng dành cho khách. Lại ca lo rằng không chỉ Kara mà cả đám bọn họ cũng đều sẽ bị liên lụy. Cách duy nhất bây giờ mà Belzebub đã chỉ là phải gọi được ma vương dậy. Như vậy thì mới không bị tử hình. Azusa đã mượn được từ quân lính một bộ ấm pha trà. Rosa thì cũng tìm được một vườn thảo dược nên lại ca đã hóa thành rồng nhỏ để bay đi hái. Azusa khi có được thảo dược đã làm ra một loại thuốc phục hồi ý thức, có điều là nó rất đắng. Nhưng đây có thể là cách để gọi được ma vương dậy, đúng lúc này thì Vala đến. Cô mang đến một chiếc bản đồ mà Beelzebub nhờ chuyển. Cách mà Beelzebub đề xuất đến là Azusa sẽ cải trang thành bác sĩ và được Vala hộ tống đi, nhưng khi đến nơi thì cận thần của ma vương đều thấy Azusa rất khả nghi. Bèo búp cũng mặc kệ luôn nên Azusa đành phải để lộ luôn thân phận thật. Cô một mình hạ hết đám cận thần. Lúc định cho ma vương uống thuốc thì cô thức dậy ngay do cảm nhận được nguy hiểm. Biết rõ cái thuốc này không tốt gì nên Ares hứa sẽ tha tội cho họ nếu Azusa tỉ thí thắng cô. Cả hai ra bên ngoài và thực lực của ma vương không phải đùa. Cô ta liên tục dồn dẹp Azusa vào thế thủ. Mũ và áo khoác của cô đều bị chém rách. Nhưng Azusa nhanh chóng lật ngược khi vòng được ra phía sau và tung một đấm đánh bay kiếm của Ares. Cô ta vẫn cho rằng Azusa chưa thua, nhưng cây kiếm bay xuống và vỡ vụn thì Ares đành bó tay. Vậy nhưng vì Azusa chiến thắng nên Ares giờ lại gọi cô là chị yêu, do từ trước đến nay cô luôn muốn có một người mạnh hơn để ngưỡng mộ. Azusa đã nhờ Ares thả Kara khỏi ngục vì cô chỉ vụng về chứ không có ác ý, Ares đã làm theo và cứ tiếp tục quấn lấy Azusa. Beelzebub thấy vậy thì chỉ mong hai chị em này cứ hòa thuận với nhau, cả hai chị em sau đó kéo nhau đi uống trà. Ares muốn thỉnh cầu một điều từ Azusa và đó là một cái hôn má giống như trong truyền cô từng đọc. Nhưng Azusa cho rằng cái đó hơi quá đà nhưng chị em hôn nhau thì có gì có sai, bị này nỉ khiến Azusa đành phải làm theo. Đúng lúc thì nhóm kia kéo đến và hiểu nhầm cả hai. Sau khi giải thích thì hai cô con gái cũng muốn được hôn má, và thế là ta có một khung cảnh mặn mùi. Ai nấy cũng thích thú ôm lấy nhau trừ dâu xa thì không chạm được. Ares sau đó đã nói là có bất ngờ dành cho lại ca. Ngày hôm sau, Ares chính thức làm lễ trao huân chương hòa bình cho cả Azusa và lại ca. Phở La cũng bị triệu gọi đến đây và cô cũng được trao huân chương vì đã chỉnh đốn lại đám rồng xanh. Nhưng một điều nữa là Phở La phải để Azusa chạm vào sừng để thể hiện lòng tôn kính. Do rén trước ma vương nên cô ta đành cúi đầu. Lại ca cho biết việc để người khác chạm vào sừng có nghĩa là đã chấp nhận để bị khuất phục. Cũng chính vì lý do này nên giờ Phở La sẽ phải theo Azusa về nhà ở chung. Lại ca cho rằng cái nhà này không cần đến hai con rồng, nhưng rồng xanh có tập tục rời xa chủ nhân thì sẽ tự sát. Và cũng tiện để ý luôn thì hai chị em Vala và Phala đã đổi vị trí cho nhau, giờ người sẽ phục vụ họ là Phala. Phala vô tình làm đổ cốc nước do rung lắc khiến Phở La phải đứng ra hứng thay. Lý do rung lắc là vì Vala trong lúc đang chở thì nhớ ra chuyện vui nên bật cười. Lúc Azusa và Phở La đi tắm thì Azusa đã ra lệnh cho Phở La phải vứt bỏ tập tính trung thành tuyệt đối mà hãy cứ sống tự lập. Tuy hơi mâu thuẫn nhưng vì là mệnh lệnh nên cô đã tuân theo và xin được nằm lên đùi Azusa. Phở La vốn dĩ là trưởng tộc nên ít khi được làm nũng kiểu này nên giờ được trải nghiệm thì khoái. Lại ca ghen tị nên chạy đến đặt cô ta xuống. Cả hai con rồng đều ghen ghét và quay ra cãi nhau. Azusa cũng chẳng biết làm gì nhưng được cái là giờ đã có thêm một thành viên nữa trong gia đình. Azusa vài ngày sau đó đã về lại ngôi nhà thân yêu cùng với cuộc sống yên bình thân quen nhưng yên bình đã không được lâu vì hai cô rồng liên tục cãi nhau từ sáng đến tối Azusa muốn biết sao họ lại om sòm lên thì được biết là cả hai cãi nhau chỉ vì việc muốn biết bánh của ai làm ngon hơn Rosa cho biết là cả hai chỉ có thể cãi nhau chứ không động tay động chân được vì đã lập giao ước Azusa thử bánh thì cả hai ngon như nhau khiến cả hai không ai chịu nhìn ai Xa Sa cho rằng lý do là vì rồng là loài ăn thịt mà dạo này lại không được ăn thịt nên chắc là tính khí nóng này cũng từ đó mà ra. Đột nhiên cô tiếp tân Natalie đã tìm đến để nhờ Azusa giúp đỡ. Gần đây có một loài lợn rừng xuất hiện gần làng và mạo hiểm giả đều rén không ai dám nhận. Vì là thú hoang nên đánh sẽ chỉ rơi ra thịt. Hai cô rồng nghe thịt thì liên dục Azusa tham gia. Kara cũng kể thầm lý do nên Azusa cũng đành nhận để hai cô rồng bớt gây lộn hai cô rồng cùng Azusa và Rosa đã lên đường đi săn lợn. Rosa tìm được 15 con ở phía trước nên Phở La đã nhanh chóng chạy đến để săn một núi đồ ăn đang chờ. Nhưng một lúc thì Phở La thấy đồ khá vướng nên cởi ra để dễ vận động. Vậy mà lại bị lũ lợn cướp mất, kể cả cố đòi lại cũng bị chúng ném hết xuống sông, cả bọn đành phải xử hết đàn lợn. Nhưng đang ăn thì Belzebub Búp và Pha tìm đến. Cả hai mò được đồ của Phở La ở hạ nguồn và đến đây cũng để kiếm ít thịt. Sẵn làm đây rồi thì Phở La chủ tài nấu nướng luôn. Azusa cũng quyết định gọi những người còn lại đến ăn chung luôn tối về hai cô rồng đã chịu bình tĩnh lại và muốn được ngủ chung với Azusa cô cho phép cả hai ngủ chung để thân thiết hơn vậy mà nửa đêm tỉnh dậy thì hai cô rồng đã mất tích đi tìm thì thấy cả hai ăn vụng thịt dưới kho sáng hôm sau Azusa đã đến phụ ở xưởng của Kara thì nghe thấy việc có kẻ đã giả mạo bản thân để đi khắp nơi lúc trở về cô đã chia mọi người ra để đi tìm Azusa và lại ca đã đến phía tây và vào một quán rượu để hỏi khách nơi này toàn là mấy tên khổ dâm thích nghe chửi nên chủ quán hứa sẽ cho thông tin nếu cả hai giúp cô chửi khách cả hai làm khá tốt và khiến mấy tên khách này sướng tê người và được thông tin là đi về hướng bắc cả hai tìm đến thì thấy một bà lão đang dùng danh tính của chính azusa để bán thuốc cô đã đứng ra nói bà ta là giả mạo và muốn tỉ thí phép thuật vừa quay đi một lúc thì bà ta đã chạy đi cả hai nhanh chóng đuổi theo và tóm lại được bà ta để lộ thân phận là một cô gái cô giới thiệu bản thân là eno và xin lỗi khi đã giả mạo Eno cũng là một phù thủy và giỏi trong việc chế thuốc cô đã làm được một loại thuốc tốt và muốn nhiều người biết đến nhưng đồng thời cũng muốn ít người để ý đến nghe khá mâu thuẫn khiến lại ca thắc mắc nên Azusa đã giải thích rằng Eno muốn trở thành một phù thủy tài ba không màng danh tiếng nhưng thâm tâm thì lại muốn được người khác để ý vì sau cùng cô chỉ muốn có ai đó công nhận tài năng của mình Azusa đã quyết định sẽ giúp Eno Cô đã chỉ Eno cách để bày hàng ra bán ở chợ và cô còn thay thêm một bộ đồ khác nữa để tránh việc ngại khi ở trước đám đông và thuốc của Eno sau đó nổi như cồn. Kara thấy cô sau này sẽ có tiềm năng trở thành đối tác của mình. Azusa thì cũng không ngờ thuốc tốt đến vậy nhưng thành công là hay rồi. Vài ngày sau đó, đang sáng ra thì đột nhiên xa xa chạy đến hốt hoảng báo tin rằng chị gái Pha Pha đột nhiên bị biến lại thành sờ lam. Azusa đi hỏi thử thì chẳng ai biết cách hoàn người lại cho Pha Pha nên chỉ còn cách gọi cho Belzebub. Azusa lại một lần nữa nhấn cô ta vào chậu nước nhưng vì tình trạng của pha pha nguy hiểm hơn nên đã bỏ qua. Belzebub đã chỉ họ đi đến ma giới để gặp Sờ Lam thông thái và hy vọng rằng ông ta sẽ biết cách. Azusa cùng vài cô gái đã lên đường quay lại ma giới. Lô đài khá rộng khiến Belzebub cũng không nhớ đường lắm nên đã giải vụn bánh để đánh dấu. Vậy mà vụn bánh lại bị pha pha ăn mất. Cả bọn bị lạc và lên lại trên mặt đất tại đây thì họ gặp lại ores và cô muốn một cái hôn từ azusa thì mới nói ra vị trí của sờ lam thông thái azusa vì con gái đành hôn một cái và được chỉ dẫn xuống dưới nhà kho sờ lam dưới này có màu đen và nó có thể giao tiếp bằng việc nhảy vào chữ trên bảng nó chỉ cả nhóm đi tìm sờ lam pháp sư trên ngọn núi gì đó tối đó cả nhóm nghỉ chân rồi sáng mai mới bắt đầu lên núi azusa cho rằng dù pha pha ở dạng nào thì cũng yêu quý hết lòng sáng hôm sau cả đoàn kéo nhau lên núi và tìm được nhà của sờ lam pháp sư Cô ta cũng đã thành thạo việc hóa người. Khi xem qua cho Pha Pha thì cô ta nhận định được rằng Pha Pha ngủ không đúng tư thế nên bị tổn thương đến cơ bắp, dẫn đến việc bị biến lại thành sờ lam. Còn về vấn đề biến lại được không thì phải nhờ đến sờ lam võ sĩ, đưa Pha Pha đến cho người đó tập luyện thì sẽ biến lại được. Cả nhóm lại tiếp tục đi tìm sờ lam võ sĩ ở một giải đấu. Azusa và Belzebub đều tham gia, cả hai không được dùng ma lực nhưng vốn dĩ cũng chẳng cần vì ai nấy đều không chịu quá một đòn, đến vòng bán kết. Beelzebub đã chạm trán sờ Lam võ sĩ và cho cô ta đo sàn cái một. Beelzebub muốn đấu một trận thẳng thừng với Azusa do lần trước bị kết giới phá đám. Nhưng Azusa lại chẳng buồn đánh do còn phải lo cho pha pha. Đột nhiên cô bé chạy lên với cơ thể con người đã trở lại. Beelzebub đã giúp họ giải quyết để có thể giúp Azusa không còn lắng mà chiến đấu hết mình. Cả hai dùng tốc độ và sức mạnh kinh người để đánh với người kia. Beelzebub biết đánh trực diện bản thân sẽ thua nên đã bay lên trời. Azusa cho rằng đánh như này không công bằng vì cô không thể bay bị Azusa khích tướng một hồi thì cô tự đâm xuống cả hai tiếp tục cuộc đấu và cho người xem chẳng thấy được gì ngoài khói bụi cả hai tiếp tục tung hết tốc độ và khiến cả khán đài choáng ngợp beoje đã cực khổ luyện tập nên quyết không thua nhưng Azusa có sự cổ vũ từ gia đình nên cô cũng không thể để thua sau cùng Azusa đã tung một cú vào ngay cầm beoje búp và kết thúc trận đấu Azusa đã bế beoje búp vào trong và hẹn lần sau tái đấu nếu còn muốn Lúc vào trong, sờ lam võ sĩ muốn Azusa nhận bản thân làm đệ tử. Azusa từ chối nhưng sờ lam võ sĩ lại muốn đấu một trận để chứng tỏ khả năng. Vậy mà khi vừa bắt đầu thì cô ta đã ngất xỉu do không chịu nổi áp lực từ những oán linh sờ lam mà Azusa đã diệt. Ngay khi vừa tỉnh dậy thì sờ lam võ sĩ lại đổi qua xin làm đệ tử của Belzebub. Azusa xin cô đồng ý thay. Bị nài nỉ quá nhiều nên Belzebub đành đồng ý cho qua chuyện. Sau chuyện này mối liên kết giữa Azusa và hai cô con gái ngày càng sâu sắc hơn. Vài ngày sau, cả nhóm Azusa nhận thấy có một nghệ nhân hát rong. Phở La có biết về người này vì có thể xem là fan cuồng. Azusa cũng muốn nghe thử nên cùng cả nhóm tìm đến. Nhưng đây là một ca sĩ nhạc dốc, không một ai nghe nổi nên kéo nhau chuồn hết. Mỗi Azusa ở lại với Phở La để xem có gì hay, nhưng thú thật là chẳng có gì vì lời hát như muốn chọc thủng tai người nghe. Đột nhiên cô nghệ sĩ kia lăn đùng ra ngất. Azusa chạy đến chữa trị thì mới biết là do đói. Sau khi cho về nhà ăn uống và tắm rửa thì cô gái kia giới thiệu bản thân là Kuku. Cô không kiếm được mấy đồng từ nghề này nhưng vì đam mê nên mới tiếp tục. Có điều giờ cô muốn từ bỏ. Azusa cho cô ở lại đây tịnh dưỡng nhưng muốn chắc là cô có ý định bỏ vì không thích hay không? Nhưng Kuku vẫn giữ tình yêu với âm nhạc. Azusa quyết định để cô ở lại đây sống và suy nghĩ về tương lai rồi mới tiếp tục cuộc đời. Kuku muốn cảm ơn bằng một bài hát nhưng cả đám đều không nghe nổi. Phờ La và Azusa phải gọi Cucu lên phòng nói chuyện. Phờ La đã chỉ cho Cucu biết đâu là hướng đi tốt trong nghề này vì phong cách của Cucu quá lỗi thời. Cô cho rằng Phờ La là đứa nghiệp dư thì biết gì. Bị chọc hơi ngứa nên Phờ La lấy cây đàn ra gảy cho cô nghe một bài đến há hốc mồm. Azusa sau đó đã nghĩ ra cách là tất cả sẽ giúp Cucu viết lời nhạc. Nhưng đến ngày hôm sau, ai nấy trình diễn đều không đạt tiêu chuẩn. Lại ca thì thẳng thừng quá, Kara thì loại ngay không cần lý do hai cô con gái thì hơi bị thần thoại quá còn dâu xa thì quá u ám cú, cú biết ơn và quyết định kết hợp lời của tất cả lại sau một thời gian ở nhờ thì cu cũng quyết định đi tiếp cô đã sẵn sàng đi tiếp trên con đường âm nhạc và nếu có dịp sẽ quay lại đây chưa kịp đi thì beoje tìm đến cô ta nói hôm nay là ngày nghỉ nên đến chơi sẵn tiện cu ở đây thì hát một bài nghe thử cô đã biểu diễn xong thì tới beoje khó tính cũng phải ngưỡng mộ cô đã mời cu đến tham gia đại hội âm nhạc của ma tộc Cả nhà Azusa cũng được mời và quy mô sẽ là 20.000 người xem. Cucu thấy nhiều thì sốc tận óc nên xin ở lại vài ngày để tập tiếp. Lúc đến ngày tổ chức, Fala đã dẫn Cucu đi tập qua trên sân khấu và lúc về thì cô khá lo lắng vì sân khấu rộng kinh hồn. Cả nhóm đã cố gắng động viên và giúp Cucu lấy lại tinh thần để lên sân. Tối đó, ai nấy đều chờ đợi xem Cucu sẽ làm như nào. bút đã cho cô cơ hội nên giờ việc nắm bắt được hay không đều do Cucu tự quyết. Cô đã hít một hơi và lên sân biểu diễn. Nó hay đến mức Phở La phải phát khóc. Cuối buổi diễn, cả nhóm tụ họp lại ăn mừng vì màn biểu diễn đã thành công. Giấy mời Cuku đi biểu diễn thì xếp trồng lên như núi. Nhưng Phở La lại không vui lắm. Cô đã lấy đàn và muốn Cuku dù biểu diễn ra sao thì cũng không được bỏ đi phong cách riêng của mình. Cô chỉ cần cho rồi là sẽ tự đạt được đỉnh cao trong chính loại hình âm nhạc bản thân lựa chọn. Vài ngày sau, Kara muốn tổ chức tiệc nướng với nấm. Cô chắc chắn lần này sẽ không có độc. Ai nấy ăn thì đều thấy ngon và ổn nhưng đến khi Azusa bỏ mồm thì lại nhầm vào nấm độc có tác hại là gây teo nhỏ. Cô đã ngất đi và khi tỉnh dậy thì còn nhỏ hơn hai đứa con. Kara đã nhanh chóng chạy đi tìm thuốc giải nếu không thì ra khỏi nhà ở. Tối đó, Kara thì giúp trong phòng tìm cách. Còn lại ai nấy đều thích thú khi Azusa nhỏ bé dễ thương như này. Một lúc sau đó thì Kara chạy đến và xin lỗi khi đã bó tay. Họ đành gọi chị đại đến giúp và cô ta vừa thấy Azusa đã cười lộn ruột nhưng cũng thấy cô rất dễ thương. Belzebub đã dẫn Azusa cùng hai cô con gái đến ma giới và lại để bị Ares phát hiện. Ares cũng thích thú với hình dạng này nhưng sau đó vẫn phải nghiêm túc nói ra cách là tìm đến cây thế giới vì nơi đó bán đủ loại thuốc trên đời. Sáng hôm sau, Azusa được hai chị em Levi thần dẫn đến cây thế giới. Họ không cần mất công trèo vì nơi này giờ có dịch vụ thang máy. Tuy quanh đây có nhiều thứ để tham quan nhưng họ cứ lên trước rồi tính. Lúc mới lên tầng của động vật hoang dã thì thú hoang ở đây không dám tấn công mà cúi đầu xin ăn do nhiều người mạnh hay đi qua nên chúng cũng tự biết thay đổi để thích nghi. Cứ lên một tầng là tốn thêm tiền khiến Azusa thấy hơi chát, tổng kết cuối ngày thì cả Azusa và chị em nhà cá đã nghỉ chân lại ở một nhà nghỉ trong tầng này. Hai chị em lâu rồi mới có dịp đi nghỉ cùng nhau và họ cũng cho biết mấy chục tầng sau sẽ là tự leo không có tiền qua cửa và cả nhà trọ. Những tầng sau chỉ toàn nguy hiểm nhưng nhờ sức mạnh vật lý cao cường thì cả ba vẫn thành công qua được hết và lên được đến tầng cao nhất. Nhưng khi lên đến đây để lấy thuốc thì nó đơn giản lại là thuốc mà Eno làm ra, và lại cũng có sinh vật có thể bay thẳng lên chứ không cần mất công leo như vậy. Dẫu sao thì chuyện cũng đã qua nên Azusa chỉ muốn trở lại lẹ mà đi tắm, một thời gian sau đó. Cả làng quyết định tổ chức lễ hội, lễ hội sẽ tổ chức trong hai ngày và Kara dự định sẽ mang nước đến đây bán kiếm lời. Còn Azusa trước giờ sống khá xa cách với làng nên giờ chắc phải thay đổi. Lúc đang bàn bạc ở nhà, Azusa nhìn hành vi của mọi người và quyết định sẽ mở một cửa hàng bán đồ uống. Đồng phục thì đã chuẩn bị mỗi người một bộ. Riêng lại ca là khiến người ta thích thú nhất do cô là người mặc phù hợp nhất. Tiếp theo là xây dựng thực đơn. Kara làm quả thực đơn toàn nước thuốc tăng lực nên bị bác bỏ. Hai cô rồng lại giành nhau vụ thực đơn khiến Azusa cũng phải bó tay. Kara lại chạy vào đòi làm món toàn nấm. Nhưng Azusa biết rõ cô sẽ lại sai sót và bỏ cả nấm độc vào. Họ sau đó bắt tay vào việc trang trí lại nhà và bắt đầu vẽ tờ quảng cáo rồi đi phát khắp làng. Tối đến thì công cuộc chuẩn bị đã xong và chỉ còn chờ ngày mai mở cửa. Sáng hôm sau, khách đã kéo đến một hàng dài như cả cây số trước nhà. Vì vậy nên Azusa quyết định cho mở cửa sớm hơn một tiếng vì ai nấy cũng đã chờ kha khá thời gian. Được những cô gái xinh xắn và dễ thương phục vụ khiến ai cũng thích thú mà gọi đồ liên tục. Không khí và đồ trang trí quán cũng đê ơ khách để ý và thích. Nhưng cũng vì việc dày đặc nên hai cô con gái đã có dấu hiệu kiệt sức, đúng lúc này thì bút tìm đến. Cô ta dỗi khi Azusa không gọi bản thân đến chơi chung cho vui. Vì quán đang bận bịu nên bút được kéo vào làm luôn. Cô ban đầu thì ra vẻ lắm nhưng giờ thì ai nấy đều đổ dồn sự chú ý đến bắp Ares cũng mò đến và cho vào làm luôn. Chị em Leviathan cũng được cho đến phụ cả quán làm việc trong bếp luôn. Và chỉ mỗi Azusa bất ngờ khi đồng loạt đều có mặt ở đây Cucu và Eno cũng như Sờ Lam võ sĩ đều lần lượt đến để giúp Azusa hoàn thành công việc kinh doanh. Cho nên cô không thể để uông phí công sức của mọi người mà tiếp tục làm việc. Đến tối đó thì công việc và khách cũng chính thức hết. Hội của Ma Vương là những người ra về trước, còn cả gia đình của Azusa thì cùng nhau dọn dẹp lại quán. Azusa thấy được dù bản thân đã chuyển sinh được 300 năm nhưng so thời gian đó với khoảng thời gian sôi động bên mọi người thì vẫn còn ngắn nhưng nó vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn cô phần nào cảm ơn đám sờ lam khi đã cho cô kinh nghiệm để trở thành như bây giờ ngày hôm sau lại đến azusa và lại ca sáng ra đã đi diệt sờ lam lúc về thì chuẩn bg cho lễ hội nhảy múa tối nay sự yên bình sẽ vẫn cứ thế kéo dài và bộ phim đến đây là kết thúc